Ok, xin chào các bạn đến với Septech 365. Mình tên là Hoàng Cao Chí. Ở module 5, module lần trước, mình đã demo cho các bạn cách tìm và phân tích những lỗ hổng Vulnerability Assessment Analysis. Thì hôm nay sẽ là một trong hai chương liên quan mật thiết đến những bạn nào đang làm chuyên về network của ECS Application chính. Đó là External Network Penetration Test và Internal Penetration Testing. Thì hôm nay ở module 6 mình sẽ cùng với các bạn đi vào phần External Network Penetration Testing trước. Xin mời các bạn theo dõi. Trước tiên mình xin giới thiệu một chút về mô hình bài lab học bài học của chúng ta. Thì chúng ta có một pen tester, internet, router hoặc là switch, một firewall và một vùng DMZ hay còn gọi là Demilitary Zone, một khu vực phi quân sự ha. Và sau cái khu vực đó rồi mình sẽ vào được Internal Network. Thì ở bài ngày hôm nay là External Penetration Testing, chúng ta sẽ chỉ làm việc và demo những kiến thức liên quan đến phần bên trái, bên đề tài của các bạn ngày hôm nay, phần DMZ trở ra. Thì có rất là nhiều bước để chúng ta thực hiện cái việc External Penetration. Có rất là nhiều bước, có khoảng hơn 60 bước. Thì trong phần lý thuyết này ngày hôm nay mình sẽ demo cho các bạn những bước quan trọng cần phải điểm qua, vào những gì mà cảm thấy không cần thiết hoặc thực sự không cần thiết cho cái nội dung của ECS ngày hôm nay thì mình sẽ bỏ qua ha. Thì đầu tiên là bước thứ nhất, chúng ta sẽ điểm sơ qua bước thứ nhất, là một bước khá là căn bản ha. Đó là chúng ta phải tìm được địa chỉ vật lý của server. Chúng ta có thể đều tìm được cái external resource. External resource đó chính là những thông tin mà cái target, cái web server nó thể hiện ra bên ngoài, những cái gì được thể hiện ra cho chúng ta thấy trên trình duyệt, thì đó chính là external source. Chúng ta phải tìm được những địa chỉ IP, vẽ được network diagram cũng như là định vị được cái DNS server và tìm DNS registry information. Thậm chí cái việc là chúng ta phải tìm ra được cái địa chỉ IP vật lý, địa chỉ, xin lỗi các bạn, địa chỉ IP public, tên miền, network range, cả tất cả các địa chỉ email cũng như là ISP của họ, thì chúng ta bắt buộc phải làm được. Thì đây là nội dung information gathering. Các bạn có thể xem lại module 4 information gathering methodology mà mình đã demo trước đây. Bước thứ hai là tạo ra một cái topological map network, hay còn gọi là vẽ bản đồ mạng. Thì điều này chắc các bạn nào làm bên chuyên về network chắc chắn sẽ rất rành. Mình không dám múa rìu mắt thợ mà demo như cái phần này. Mình sẽ chỉ có thể điểm qua cho các bạn. Tất nhiên có những tool chuyên dùng để vẽ, ví dụ như SmartDraw, Giphy, vân vân. Thì đây là hai tool nổi tiếng để chuyên vẽ về những cái topological map như thế này. Bước thứ ba, chúng ta phải định vị được TCP UDP traffic để tìm ra được cái từ vị trí vật lý của target. Các bạn có thể làm thủ công như Bob Sui, những tool thủ công như Bob Sui hoặc là những tool tự động. Tất nhiên không thể thiếu phần hỗ trợ của các proxy tool để có thể bypass tường lửa. Thì đây là những cái proxy chain, ví dụ proxy tool sẽ là các bạn. Thì như ta thấy ha, ví dụ như Tor project, trình duyệt Tor rất là quen thuộc với các bạn. Hoặc là protocol proxy chain. Thì trình duyệt Tor đã được cài đặt mặc định trên các distro thuộc hệ Debian, thuần Debian nha các bạn. Và proxy chain được cài đặt mặc định trên Kali Linux, chắc chắn có. Mình sẽ tiếp tục đi với các bạn đi đến bước tiếp theo, đó là tìm được vị trí của server vật lý, physical location of target server. Thì chúng ta có thể sử dụng công cụ Visual Route để có thể tìm ra được cái địa chỉ này. Chúng ta có thể tải về tại trang visualroute.com. Bước thứ 5, chúng ta phải tìm ra được ISP của client. Chúng ta liệt kê được tên của ISP mà họ đang xài, giá cả và dịch vụ mà họ đang cung cấp, cũng như là tất cả những công ty mà họ đã gán những cái IP, những tên miền cùng trong cùng một block.
Bước thứ 6 là sử dụng IPv4 6 để truy cập từ xa. Thì đây là một bước cũng cũng khá là khó ha. Vì IPv4 6 thì không có nhiều cái sơ hở như IPv4 4 để chúng ta có thể mà remote attack. Tuy nhiên chúng ta có thể xác định được là một cái target đó có sử dụng IPv4 6 hay không bằng cách sử dụng 46 bounce tool. Từ đó chúng ta sẽ có phương án thích hợp là để dùng proxy để tiếp tục thu thập thông tin ha. Thì step 7, bước thứ 7 đó là xác định được thời gian sống của một server. Thì bước này thì quá rõ ràng rồi, mình không nói nhiều nữa. Những xác định xem là server đó có bị reboot hay không, có bị crash hay không, có bị DDoS hay không. Vâng. Bước tiếp theo là chúng ta có thể xác định những cái bản vá của hệ điều hành trong target. Thì chúng ta ở bước này chúng ta bắt buộc phải xác định được là target của họ là gì, cái mức độ bảo mật của hệ thống mà họ đang sử dụng là gì. Và bước 9, chúng ta xem hệ thống nó đang sống hay chết. Live System ECMP Scanning. Thì bước này đã quá rõ ràng trong cái định nghĩa của nó rồi, mình sẽ không cần nói gì thêm. Thì công cụ hỗ trợ đắc lực của cái việc của step 9 này chính là NMAP. Trước khi qua step 10, mình sẽ giới thiệu một số tool có chức năng ECMP ECMP Scanning Tool, điển hình như Angry IP Scanner, BingSweep, SolarWinds Engineer Toolset. Đây là một cái tool khá là nổi tiếng trong giới của hacking, các bạn có thể sử dụng nó ha. Bước thứ 10 là Port Scan Every Port. Có tổng cộng 65.536 cổng trong mạng Internet. Tùy theo việc là cái target của mình có mở được bao nhiêu packet, nó mở được bao nhiêu port ha. Chúng ta có thể dùng tool như NMAP, SuperScan, NetScan Tool Pro để có thể làm được công việc này. Trước khi vào step 11 thì đây là những cái port thông thường đã được, mà một target, một server được thường hay sử dụng để vận hành một cái máy chủ web hoặc là một cái chủ vật lý ha. Thì mình sẽ phóng to lên cho các bạn dễ nhìn một tí xíu ha. Nếu các bạn học thuộc được bản này thì quá tốt. Thực sự là như vậy, nó sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều trong quá trình maintain. Thì ở bước 11 là chúng ta phải tìm được bọt nào đóng, bọt nào đang mở. Và đây, những tool scan bọt rất tốt, ví dụ như Advanced Bot Scanner của hãng Rapmin, SuperScan và Global Network Inventory Scanner. Giới thiệu về Full Open Scan, thì NMAP có chức năng Full Open Scan để có thể mở một bọt lắng nghe từ target, và từ đó target sẽ trả về thông tin cho attacker hoặc là pentester. Hoặc là đối lập với full open scan chính là thin scan, hay còn gọi là half open scan. Thì nó có chức năng khác hơn một tí xíu ha, đó là dùng để bypass những cái rules của firewall, bypass tường lửa. Thì đó là một cái chức năng đáng lưu ý của half open scan. Ngoài ra nếu như bọt nào đang đang đóng, bọt nào mà target đang đóng thì có thể dùng kỹ thuật này để có thể là xâm chiếm những cái close bọt đó, tự mở những cái close bọt đó để chúng ta có thể xâm nhập. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn về XMAP Scan. Điều này trong quá trình mình demo CH thì mình đã từng nói với các bạn rồi ha. Thì tất nhiên bây giờ là XMAP Scan không còn có tác dụng đối với bất kỳ hệ điều hành Windows nào nữa. FinScan cũng như vậy, chắc chắn rồi. Và cả NullScan bây giờ, FinScan, NullScan, XMAP Scan thì hiện tại không còn có tác dụng đối với bất kỳ một cái hệ điều hành Windows nào nữa.
OS fingerprinting theo cái server là chúng ta phải tìm được cái manh mối về hệ thống mà họ đang sử dụng. Thì chúng ta có thể dùng NetGraph hoặc là IDServe để tìm ra manh mối này ha. Đây là manh mối khá quan trọng để chúng ta biết được đối phương chạy hay điều hành gì. Và tất nhiên không thể thiếu là bước panel cropping với một vài cái công cụ liên quan, ví dụ như HTTP print. Grab banner chúng ta sẽ biết được nhiều hơn về thông tin server của chúng ta đang tải tấn công. Bước quan trọng tiếp theo là bước 29, download ứng dụng từ website của một công ty và dịch ngược lại. Thì có những công cụ hỗ trợ cho chúng ta dịch ngược, ví dụ như EDR Pro, RSC Studio, Hopper và Binary Ninja. Thì chủ yếu những chương trình mà chúng ta phải cần dịch ngược đó là chương trình Java, được viết bởi Java, được viết dưới dạng file thực thi ESE và được viết dưới dạng Flash. Thì đó là những việc mà chúng ta cần phải dịch ngược lại. Những thông tin chúng ta cần tìm khi dịch ngược một ứng dụng đó là tên của người lập trình, những nhận xét, những thông tin nhạy cảm và cuối cùng là kiểu lập trình của họ. Thì như các bạn thấy ở dưới có rất là nhiều ngôn ngữ lập trình ha. Mà nếu như chúng ta thực hiện pen test thì chúng ta phải biết được là target của chúng ta thực hiện ngôn ngữ lập trình nào. Bước 31 là bước khá là quan trọng ha. Tìm được lỗi cũng như là custom web page là web quan trọng, web nội bộ. Thì đây là dấu hiệu của việc một trang web custom page đã bị giấu đi. Bước 32, tìm những subdomain khác nhau để phân tích. Ví dụ như một cái web server thông thường là sẽ sắp xếp theo cái subdomain theo đó, theo thứ tự khác nhau đằng sau cái tên miền chính. Thì tất nhiên là những cái subdomain này nó không được công khai và nó chỉ được sử dụng trong mục đích nội bộ, lưu hành nội bộ. Cho nên ở phần này thì để tìm subdomain thì chúng ta cần bắt buộc phải sử dụng tới cách thức là internal network context. Thì nó không liên quan gì lắm đến nội dung ngày hôm nay cho nên mình tạm thời sẽ bỏ qua. Bây giờ ở phần tiếp theo mình sẽ cùng với các bạn điểm qua những cái bọt nào mà chúng ta cần phải quét để có thể thực hiện trót lọt một cái external pentest. Đầu tiên, bắt buộc chúng ta phải scan bọt DNS server là bọt 53 với câu lệnh như sau: nmap -su hoặc là -ss để có thể kiểm tra. Nmap sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều, hoặc chúng ta có thể dùng công cụ Zmap nếu như các bạn theo hướng là đồ họa. Thứ hai là bọt 69 là bọt TFTP server, bắt buộc chúng ta cũng phải scan được cái bọt này ha. Bọt tiếp theo là bọt NTP, bọt 123 với câu lệnh là nmap -su-b một bọt 123 và điền mục tiêu của chúng ta. Tiếp theo không thể thiếu là bọt SNMP là bọt 161 với hai câu lệnh của nmap là -su và -b, đó là hai option liên quan. Tất nhiên là bọt 61 và 161 và 162 cũng là hai bọt SNMP. Không quan trọng. Và tất nhiên không thể thiếu là LDAP bọt 389 và bọt 23 bọt Telnet để xác định xem bọt này có mở hay không. Tất nhiên là NMAP sẽ hỗ trợ tốt cho chúng ta. Tiếp theo đó là NetBIOS bọt cộng NetBIOS để có thể tìm ra được những cái nét bọt ha, ví dụ như 135, từ 135 đến 139 và 445. Bên cạnh đó không thể thiếu được là bọt SQL Server bọt 1433 và 1434. Và nó còn một số bọt quan trọng khác, ví dụ như bọt Citrix là bọt 1495 để có thể tìm ra được dịch vụ mà target đang sử dụng, cũng như là bọt Oracle là bọt 1521. Ngoài ra còn những bọt khác như bọt NFS bọt 2049 với option của NMAP là
nmap-v-sr-b 2049 và điền vào target của chúng ta. Tất nhiên không thể thiếu là bot Combat, bot HP Insight Manager, đó là bot 2301 và 2381. Và đây là bot mà các bạn rất thích, Remote Desktop, bot 389. Thì có, chúng ta có thể sử dụng option của nmap là nmap-st-b 389 và target. Đây là bot 5000, bot Sybase. Là thêm một cách khác nữa để chúng ta có thể detect được cái service mà target đang xài. Bot ship cũng y chang như vậy ha. Thì bot ship là bot 5060 là dành riêng cho việc pen test cái tổng đài VoIP. Và bot VNC. VNC bot 5900 và 5008. Thì đây là bot mà dành riêng cho những ai đang lập trình về ngôn ngữ Java. Thì bot này chắc chắn sẽ được mở mặc định cho một ứng dụng trong một website viết bởi Java. Và tiếp theo là vô vàng những bot khác. Rất là nhiều những bot khác, ví dụ như FTP Data bot 20. Web Server bot 80. Kerberos Active TCP UDP 88. Bot SSL Server ha, bot 443. Chúng ta có thể dùng option nmap-f-sv. Bot SSH server là bot 22. Option chúng ta cũng có ở đây luôn, -ss-b-22. Và bước cuối cùng là vulnerability scanning, là quét lỗ hổng. Đó là bước cuối cùng trong việc thực hiện pen test external network. Và để hiểu sâu hơn về cái bước vulnerability scanning này, thì các bạn có thể quay lại module 5 Vulnerability Analysis của chương trình ECSA. Thì như vậy là mình đã giới xin chào các bạn đã quay trở lại với Setup 365. Mình tên là Hoàng Cao Chí. Thì ở phần lý thuyết mình đã demo cho các bạn những kiến thức liên quan đến việc thực hiện các kỹ thuật External Network Penetration Testing. Thì bây giờ ở phần lab thực hành, mình sẽ demo lại những kiến thức mà mình đã đề cập trong phần lý thuyết. Thì phần lab ngày hôm nay sẽ không có gì đặc biệt, thì mình sẽ demo lại các ví dụ về các hình thức scan. Thì trong phần lý thuyết mình đã nói về phần X-Mastery Scan, Fin Scan, Moon Scan, Bean Scan và UDP Scan. Thì bây giờ trước tiên mình sẽ demo lại những cái thức đó. Thì đầu tiên sẽ là X-Mastery Scan, hay còn gọi là cái thông Noel ha. Mình sẽ scan từ thực tế đi, ví dụ như một target chinh phục vũ môn giống như em chẳng hạn. Tất nhiên mình có thể thay thế tên miền bằng địa chỉ IP gốc cũng được, không sao cả. Chúng ta có thể dùng cái cách thức này để kiểm tra xem trên máy của mình hoặc là trên target của đối phương bỏ bao nhiêu bọt, hoặc là có sử dụng cái dịch vụ như thế nào. Thì hiện tại tín hiệu mạng bên mình hơi yếu một tí xíu nên sẽ mất thời gian một chút. Ok, thì chúng ta tìm được ra cái remote DNS. Thì 1000 bọt đã bị filter, có lưu tuần lỡ, mặc dù có ở bọt ha. Ok, tiếp tục mình sẽ demo với kiểu scan tiếp theo trên trình phủ môn. Đó là fin scan. Thì kết quả của các hình thức scan này cũng khá là tương tự nhau ha, không có khác biệt nhiều. Ok, như các bạn đã thấy kết quả khá là trùng khớp với bên trên. Okay, mình sẽ tiếp tục với kiểu scan khác, đó là kiểu moon scan. Kiểu moon scan thì mình sẽ demo trên hai ví dụ nha, chinh phục phụ môn.vn, xin lỗi các bạn.
tại trời tối thì có lẽ mạng hơi yếu một tí xíu của bạn chồng tí ha. Quá trình scan hơi lâu một tí xíu. Như các bạn thấy ha, mình đang thực hiện moon scan khá là hay ha. Ok, thì kết quả cũng không khác biệt gì nhiều so với ở trên. Mình sẽ tiếp tục làm bộ moon scan cho một ví dụ khác. Ví dụ như là sơ một cây đi. Thì như mình đã đề cập trong phần lý thuyết thì External Networking Testing sẽ thu được những thông tin về mạng của họ bên ngoài một tí xíu, chưa có đi sâu nhiều, cho nên không có nhiều thông tin được thu thập trong phần này. Ok, thì moon scan đã khá hơn với sơ cục cây ha. Chúng ta có thể tìm được IP, tìm được DNS luôn, khá là nhiều hơn một chút xíu. Ok, mình sẽ tiếp tục với một kiểu scan tiếp theo, đây là bin scan. Kiểu scan này khá là quan trọng trong cái việc thực hiện external network bin testing. Mình sẽ demo với chinh phục vũ môn giống VN chẳng hạn. Rất là nhiều bọt ha. Thì kiểu scan này đi sâu vào network của đối phương một tí xíu, chúng ta tìm ra được bọt nào đang mở, bọt nào đang bóng, đang đóng và những bọt nào tôi đưa với dịch vụ nào ha. Ok, khá là lợi hại ha các bạn ha. Thì mình sẽ tiếp tục với ví dụ tiếp theo, ví dụ như về Wall Street Index đi. Đây là một trang web bảo mật theo mình khá là tốt ha. Ok, host down. Thử xem một cái thang viết khác. Ok, ví dụ như bây giờ là sơ cây chẳng hạn. Tất nhiên những bước như thế này các bạn có thể làm tùy ý trên thời gian của đối phương, tuy nhiên không được thay đổi bất cứ thông tin nào trên thời gian của họ nha. Điều này là phạm pháp, mình không khuyến khích điều đó và bản thân mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với những bạn nào dùng cách thức của mình để thực hiện những việc không tốt. Chắc chắn là không chịu trách nhiệm đối với những việc phạm pháp như thế này. Tín hiệu mạng yếu một tí xíu ha, có thể sẽ mất thời gian một chút. Như các bạn thấy ha, bin scan, ok, rất là nhiều, tất cả các bot đều mở, Ethernet IP, HTTPS, SMTPS, IMAP, domain, HTTP, ok, rất là nhiều ha các bạn ha. Ok, thì mình sẽ demo với các bạn một cái cách thức tiếp theo để thu thập thông tin trong cái bước External Network Testing, là công cụ Harvester. Mình sẽ demo với một cái mục tiêu ví dụ như chinh phục vũ môn chẳng hạn. Thì mình sẽ thu thập trên công cụ tìm kiếm, đây là một cách thức khá nhanh để thu thập thông tin trên một cái công cụ tìm kiếm ha. Thì mình sẽ demo với Google chẳng hạn. Ok, thì có khá là nhiều thông tin trên Google ha. Đây cũng là một cách thức sử dụng Google như một công cụ ha. Những bạn nào chuyên về security chắc đã quen với bước này. Ok, mình sẽ tiếp tục demo với một ví dụ khác. Ví dụ như bây giờ là www.com đó. Trang web mà nhiều bạn rất là thích ha, www.com. Ok,
Ok, thì đã có rất là nhiều subdomain như các bạn đã thấy ha. Một ví dụ rất điển hình về việc sử dụng Google như một con Google Hacking Database và External Network Pentesting, thu thập những thông tin bên ngoài. Ok, mình sẽ quay màn hình đây. Vậy thì ngày hôm nay mình đã demo xong cho các bạn những cách thức cơ bản để thực hiện bước External Network Penetration Testing. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những module lần sau.